Ok, xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube ngày hôm nay của mình. Thì hôm nay đã là tầm ngày 20 tháng 12 rồi. Thì sau khi làm hai cái chuỗi video, một là trở thành spammer, cái thứ hai là bí mật spammer, thì cái đấy nó chỉ là những cái tư duy và những cái cách làm. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là nó chưa thật sự là nó chi tiết lắm. Khóa cái bộ video này thì mình muốn chia sẻ cho các bạn một cái cách mà nó có thể gọi dạng giống như là cầm tay chỉ việc luôn. Tại vì thì trong cái suy nghĩ của mình ấy, thì nếu như mình dùng cho riêng mình ấy, thì nó chỉ là mải của mình thôi, nhưng mà mình chia sẻ cho các bạn là đâu biết đâu có thể giúp được các bạn. Các bạn update được công việc kinh doanh của mình, hoặc là các bạn đỡ mất tiền đi học khoa học đi, ok chưa? Tại vì như mình nói trong các video trước thì mình xuất phát là một xuất thân từ trong một gia đình khá là nghèo khó, mất tiền đi học khoa học của mình dường như là không có, tự nghiên cứu tất cả. Thì mình muốn chia sẻ lại các bạn một cái kinh nghiệm và trải nghiệm của mình cho các bạn thôi, ok chưa? Bạn nào có duyên thì các bạn có thể gọi là xem được video, bạn làm theo có kết quả, đó là cái duyên và cái phúc của bạn, ok ạ. Còn việc của mình thì mình chia sẻ, tại vì bản chất ra mà nói thì khi mà mình chạy tool thì cái thời gian mình cảm thấy là mình làm được nhiều việc hơn và mình ra được thu nhập thụ động từ cái tool này, ok ạ. Và với mình thì chạy tool nó cũng chỉ là một trong các cách kéo traffic, và nó cũng chỉ là một trong các cách để chúng ta có thể kiếm tiền thôi. Tại vì mình có rất là nhiều cái cách kiếm tiền khác nhau và nó ở nhiều level khác nhau. Chạy tool chỉ là level thấp, với mình thì nó là thấp, còn đối với nhiều bạn nó sẽ là cao, ok chưa? Mình biết gì chia sẻ đấy, ok. Thì trong cái buổi video xóa mù cho spammer ngày hôm nay ấy, thì các bạn hiểu đơn giản nó là cầm tay chỉ việc, giống như các bạn đi xem xong video là bạn có thể thực hành được luôn và áp dụng thực tế luôn, ok chưa? Chúng ta học tư duy xong rồi, chúng ta hiểu quy trình rồi, nhưng mà làm thế nào để bắt tay vào mới là vấn đề, đúng không? Thì khi chạy thì chúng ta sẽ có hai loại tool, một là F+ 24 giờ, là nhà phân phối của F+ này, rồi là Zalo Plus này, các cái tên app của Plus vào. Thứ hai là Min và những điều cần nắm. Thì Min sản xuất ra Mastercam, Fullfam, ok chưa? Mastercam. Đấy, thì chúng ta có hai phần mềm này. Và phần thứ ba thì mình sẽ update thêm, thì chính là tất cả tập về viên mình sau bạn quy trình login, mình sẽ làm hướng dẫn chi tiết luôn ở training for của checkpoint, thì nó khá là chi tiết đối với mình ấy. Thì video ngày hôm nay sẽ là video tổng quay, và có thể sau khi mình làm được 3 chuỗi video này rồi, mình có thể thêm một số cái nếu như mà các bạn yêu cầu, thì các bạn có thể comment xuống dưới các video, ok chưa? Thì các bạn comment những vấn đề các bạn đang gặp phải thì mình sẽ làm video chia sẻ với các bạn ấy. Thì mình sẽ chốt video đầu tiên ở đây nhé.